Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một bài hát có tên là Nagori Yuki. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thử quay một clip từ đầu đến cuối làm sao để không cắt. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nghe thử những giai điệu đầu tiên bài hát này nhé. Ok, đó là những giai điệu đầu tiên của bài hát này. Và bây giờ giống như mọi lần thì chúng ta sẽ cùng nhau vào lý giải phần nghĩa của bài hát này nhé. Nghĩa của bài hát này ngày hôm nay thì nó sẽ, theo mình thấy thì nó không khó mọi người ạ. Và đặc biệt đó là gì đây nhỉ? Và đặc biệt là lời bài hát rất là dễ thuộc và ngắn nữa. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn về cái tên bài hát nhé. Tên bài hát là Nagori Yuki, có nghĩa là tuyết cuối mùa, là những bông tuyết mà rơi vào khoảng đầu mùa xuân nhưng mà sẽ là tuyết của cuối mùa đông á. Thì cái từ Nagori Yuki này thì ngoài cái ý nghĩa là tuyết cuối mùa đấy thì nó còn mang cái một cái biểu nghĩa nữa, đó là thể hiện cho sự chia tay nhá, chia tay kết thúc. Rồi, thế thì bài hát này là một bài hát sáng tác từ những năm 1970 cơ. Và khi mà mình hỏi người Nhật ấy thì mọi người đều nói là đây là một bài hát mà được rất là nhiều các thế hệ người Nhật yêu thích, từ người già cho đến ví dụ tầm tuổi mẹ của mình chẳng hạn, đúng không nhỉ? Xong rồi đến tầm tuổi của mình và tầm thế hệ của sau mình nữa thì mọi người đều rất là thích bài hát này. Thế nên là các bạn sau khi học bài hát ngày hôm nay thì nhớ thử hỏi thử người Nhật xem là họ có biết bài hát này không nhá. Và nếu họ biết thì mình thử hát cho họ vài câu xem họ có cảm thấy như thế nào nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ lý giải về nghĩa của bài hát được chưa nhỉ? Trước tiên mình sẽ trực dịch từ từng câu một trong lời bài hát nhá. Đầu tiên này. Kisha o matsuki, hát đọc rồi đúng không? Kisha o matsuki mi no yoko de boku wa toke o kini shiteru. Rồi, rất là dễ hiểu mọi người ạ. Các bạn cùng nhau nhìn nhá. Kisha là gì nhỉ? Là cái những cái chuyến tàu đúng không nào? Chờ cái đoàn tàu đấy, đúng nhỉ? Bây giờ là gì nhỉ? Omatsukimi là hay là cả yoko đi, yoko là bên cạnh em, người mà đang chờ gì nhỉ, chờ đoàn tàu đến. Thì boku ne, anh làm sao nhỉ, anh đang rất là gì nhỉ, cứ nóng ruột sốt ruột và cứ để ý mãi cái đồng hồ đúng không nào, để xem là tàu sắp đến chưa, để em còn lên tàu ấy, tức là để ý về cái thời gian để em sẽ lên tàu đấy đúng không nào. Tiếp theo này, kisetsu hazure no yuki ga futteru là gì nhỉ? Những cái bông tuyết mà nó hazure là lệch đúng không nào, lệch mùa ấy, trái mùa, chúng ta dịch là những bông tuyết trái mùa thì vẫn đang rơi. Các bạn hình dung ra khung cảnh hai người tiễn nhau đúng không nào, chàng trai và cô gái tiễn nhau ở nhà ga chẳng hạn đúng không nào. Cô gái chuẩn bị đi xa và đang chờ tàu đến, thì anh chàng này rất là nóng ruột nhìn giờ không biết là tàu sắp đến chưa. Rồi khung cảnh làm sao đây nhỉ, vô cùng là lãng mạn, những bông tuyết lệch mùa hay những bông tuyết trái mùa đang rơi. Rồi tiếp theo này, Tokyo de miru yuki wa kore ga saio ne to samishi sou ni kimi ga tsubuyaku. Chúng ta có từ tsubuyaku là gì mọi người biết không? Tsubuyaku là Tokyo de miru yuki wa kore ga saio ne, tức là gì nhỉ, thì thầm đúng không, ghé sát vào tai và thì thầm rằng làm sao đây nhỉ, em đúng là em rất là buồn đúng không nhỉ, trông có vẻ rất là buồn rầu, và ghé thầm nói thì thầm rằng là gì nhỉ, là những cái bông tuyết mà em có thể nhìn được vào ở Tokyo thì có lẽ cái này là lần cuối cùng rồi nhỉ, hay à đây chắc là lần cuối cùng em sẽ được nhìn thấy những bông tuyết ở Tokyo phải không nào. Tiếp theo này, Nagori yuki mo furi toki o shiri fuzake sugita kisetsu no ato de. Chúng ta có từ gì lạ mới không nhỉ mọi người? Chúng ta có từ là fuzake. Fuzake được là gì nhỉ? Là đùa giỡn đúng không nào? Nô đùa, đùa giỡn. Fuzake sugiru là gì nhỉ? Quá là đùa giỡn với nhau đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ nhá, những bông tuyết cuối mùa cũng biết đến gì nhỉ? Cũng biết cả cái thời điểm mà sẽ rơi đúng không nào? Là sau gì nhỉ? Sau mùa, sau cái mùa mà chúng ta đã gì nhỉ? Đã đùa giỡn vui vẻ với nhau. Đấy, tức là sau một cuộc vui giữa hai người đúng không nào, thì cuối cùng những bông tuyết cuối mùa nó sẽ rơi, thì nó là báo hiệu của một sự chia tay. Đó, ý là như vậy nhá. Ima haru ga kite kimi wa kirei ni natta. Kyonen yori zutto kirei ni natta. Là gì nhỉ? Bây giờ khi mà mùa xuân đến rồi thì làm sao ấy nhỉ? Thì em đã đẹp hơn nhiều rồi. Và gì đây nhỉ? Và em đã đẹp hơn gì nhỉ? Đẹp hơn năm ngoái. Kyonen yori zutto kirei ni natta. Em đã đẹp hơn năm ngoái rất là nhiều rồi.
Đó là ý nghĩa của lời đầu tiên nhé mọi người nhé. Rồi, lời của chàng trai và cô gái đúng không nào? Tiếp theo chúng ta nhìn đoạn số sau nhé, đoạn sau. Đoạn sau là lúc mà khi mà cô gái đã bước lên tàu và lúc này kiểu như là nhìn tàu cần cần chuyển bánh ấy đúng không nào? 動き始めた汽車の窓に顔をつけて là gì nhỉ? Đâu, nó phải đến câu này cơ, được chưa nhỉ? 君は何か言おうとしている là gì đấy? Em đúng không? Cả hai câu này chủ ngữ sẽ là Kimi. Em làm gì đây nhỉ? Em kaotsukeru là gì nhỉ? Em ghé cái khuôn mặt của mình, em áp sát cái khuôn mặt của mình lên cái gì nhỉ? Lên cái cửa sổ của đoàn tàu mà đang bắt đầu chuyển bánh, đang bắt đầu lăn bánh. Và em hình như là đang đang định nói cái điều gì đấy đúng nào? Nanikai otoshiteru chưa nhỉ? Tiếp theo này. Kimi no kuchibiru ga sayonara to ugoku koto ga kowakute shita o muite ita. Và đến đây chủ ngữ sẽ là anh đúng không nào? Anh rất là lo sợ cái điều rằng là gì nhỉ? Cả cái điều này sẽ là cái điều mà anh lo sợ cái điều rằng là từ bờ môi của em đấy đúng nào sẽ nói ra câu gì nhỉ? Sayonara, tạm biệt đúng không nào? Thế nên là anh vì sợ quá thế nên là anh đã cúi gằm mặt xuống. Đó, cúi gằm mặt xuống. Đấy, như này, không dám nhìn vào cô gái mà đang trên chuyến tàu ghé sát vào cái bờ cửa sổ để chuẩn bị chào tạm biệt đi đi đúng không? Đi luôn đúng không nào? Toki ga yukeba osanai kimi mo otona ni naru to kizukanai mama. Chúng ta dịch từ dưới lên nhá. Kizukanai mama là anh vẫn gì nhỉ, vẫn không nhận ra một điều, trước giờ vẫn không thể nhận ra một điều rằng là gì nhỉ, khi mà thời gian nó trôi đi, chúng ta có từ là toki ga yukeba. Các bạn để ý cái từ hành này, cái từ này khi mà vào bài hát người ta rất là hay hát thành là yu chứ không phải là hát là ikeba nhé. Khi mà gì nhỉ, khi mà thời gian nó trôi chảy thì gì à, chảy trôi đúng không, trôi đi thì em những một cô gái hay một người mà ngày xưa vẫn còn nhỏ đấy cũng sẽ trở thành gì nhỉ, trở thành một người lớn đó. Cái điều này thì anh vẫn trước giờ không bao giờ ý thức, không bao giờ nhận ra được cái điều này đúng không nào. Và câu cuối cùng của cái đoạn này rằng là gì nhỉ, và bây giờ khi mùa xuân đến thì em đã đẹp hơn trước rất là nhiều, em đẹp hơn rất nhiều năm năm ngoái. Các bạn hiểu chưa? Rồi tiếp theo nhá, là gì nhỉ? Kimi ga sata home ni nokori oshite wa tokeru yuki o mite ita là gì nhỉ? Khi mà Kimi ga saru là gì nhỉ? Khi mà em đi khuất rồi thì gì nhỉ? Thì anh còn lại ở ở sân ga home ni nokori và gì nhỉ? Anh ngắm nhìn những bông tuyết mà nó gì nhỉ? Nó rơi rồi nó tan chảy ra, cái từ gì nhỉ? Ochite wa tokeru. Tokeru là chảy đúng nào? Những bông tuyết đang rơi xuống và chảy và tan ra đúng nào? Và câu cuối lặp lại đúng không? Như kiểu trong tâm tâm trí rằng là gì nhỉ? Trong tâm trí rằng là ôi dồi, em bây giờ khi mùa xuân đến em đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều và đẹp hơn năm ngoái rất là nhiều rồi. Thế thì chúng ta sẽ quay trở lại một chút là với cái bài hát này có rất là nhiều cách lý giải khác nhau, nhưng mà nhìn chung, tự chung lại rằng là đó đều là cách lý giải mà thể hiện bài hát này là một bài hát gọi là dành cho những cuộc chia tay. Chúng ta sẽ hình dung được đó là cuộc chia tay của hai người yêu đúng nào, hai người yêu nhau, ví dụ như là cô gái đúng không, lên Tokyo học được cùng với chàng trai, thế xong rồi khi mà đi xin việc đúng nào, khi mà xin việc thì cô này quyết định là sẽ về quê làm việc, và mặc dù hai người đã từng hẹn hò với nhau thế nhưng mà khi mà chia tay ấy, thì anh này đứng ở nhà ga, anh này không có cái dũng khí rằng là gì ấy nhỉ, em hãy ở lại Tokyo với anh, mà cứ thế là chia tay luôn đó. Hay là cũng có một cách lý giải mà nói về ví dụ như là sự chia tay giữa bố mẹ và con cái, đó là bố mẹ thì tiễn con ra nhà ga, con đi đâu, con đi lấy chồng chẳng hạn đúng không nào, con đi lấy chồng thế thì nên mới có câu là gì nhỉ, bố mẹ vẫn không nhận ra rằng là gì nhỉ, rằng là khi thời gian trôi đi không không biết rằng là gì nhỉ, khi thời gian trôi đi thì con một đứa con gái hay là đứa con gái bé bỏng ngày xưa có thể trưởng thành lên như vậy đúng không nào. Thế thì sẽ có rất nhiều cách lý giải, tùy các bạn có thể chọn ra cách lý giải nào cũng được nhá. Tóm lại đây là một bài hát nói về sự chia tay, được chưa nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần học hát nhá. Chúng ta sẽ học hát từng câu một, được chưa nhỉ? Về cái bài này thì mình cũng nói rồi, đó là gì đây? Đó là cái lời của bài hát của nó không không khó hát mà các bạn thấy dịch nghĩa của nó ra rất là dễ hiểu đúng không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học từng câu một nhé. Rồi,
chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhé. Các bạn thấy lời nó liền một mạch đúng không nào? Kisha o matsu kimi no yoko de boku wa. Đấy chứ nhỉ? Kisha o matsu kimi no yoko de boku wa. Dài một mạch đúng không nào? Toke o kini shiteru. Đấy chứ nhỉ? Nào, bây giờ nhắm mắt và hình dung đúng không nào? Kisha o matsu kimi no yoko de boku wa toke o kini shiteru. Đấy chứ nhỉ? Rồi. 季節外れの雪が降ってる. Các bạn nhìn nhá. 季節外れの雪が降ってる. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nhá. Rồi, mọi người hát được chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau hát hai câu này nhé. Tokyo de miru yuki wa kore ga saigo ne to. Các bạn nhìn nhé. Tokyo de miru yuki wa kore ga saigo. Bây giờ Tokyo de miru yuki wa kore ga saigo ne to. Tiếp theo nhé. Sami-shi-so-ni, kimi-ga tsubuyaku. Rồi, thế là được 4 dòng rồi đúng nào? Chúng ta sẽ cùng nhau hát từ đầu nhé. Kisha-o-matsu kimi no yoko de boku wa toke-o-kini-shiteru. Tiếp theo nhé. Kisetsu-hazure-no-yuki-ga-futteru. Tiếp theo này. Tokyo de miru yuki wa kore ga saigo ne to. Và cuối cùng này. Samishi so ni kimi ga tsubuyaku. Mọi người hát được chưa? Rồi, bắt tay cái nào. Tiếp theo chúng ta sang những câu tiếp theo nhé. Yuki mo furu toki o shiri. Rồi, từng câu một này. Nagori yuki mo furu toki o shiri. Được chưa? Nagori yuki mo furu toki o shiri. Rồi, tiếp theo nhé. Mo furu toki o shiri. Sugita kisetsu no ato de. Rồi, bây giờ nhé. Fudake sugita kisetsu no ato de. Rồi, bắt đầu lên cao rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ hát lại câu này nhé. Nagori yuki mo furu toki o shiri. Fudake sugita kisetsu no ato de. Rồi, đoạn sau thì mình xin phép sẽ hát thấp xuống nhé để cho nó lên được đúng nào. Rồi, hai câu cuối cùng nhá. Ima haru ga kite. Ok, từng câu rất là dễ đúng không nào? Ima haru ga kite kimi wa kirei ni natta. Các bạn để ý nhá, bình thường chúng ta hay đọc từ này kirei ne, kirei. Nhưng mà trong này mình nghe cái lời bài hát này mình cảm giác như người ta hát là kirei, à không phải kirei mà kirei, tức là nó cảm giác nặng hơn một chút đúng không nào? Thì các bạn để ý nghe, tức là cái này sẽ là cái đặc trưng, cái gọi là cái luyến láy của từng người đúng không nào? Ima haru ga kite kimi wa kirei ni natta. Rồi. Kyonen yori. Chỗ này nhá. Kyo này. Kyonen yori. Được chưa? Kyonen yori zutto kirei ni natta. Các bạn thấy chưa? Thế là hết một lời đấy. Có vài dòng thôi đúng nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tiếp đoạn sau nhé. Rất là nhẹ nhàng đúng không nào? Ừ.
Rồi. Nào, từng câu một nhá. Nhạc lại giống vừa nãy đúng không nào? Ugoki hajimeta kesha no mado ni kao tsukete. Đấy nhỉ? Ugoki hajimeta kesha no mado ni kao tsukete. Tiếp theo nhá. Kimi wa nani ka iwoto shite iru. À, nghe lại câu này nhé. Iwoto shite iru. Kimi wa nani ka iwoto shite iru. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nhé. Kimi no kuchibiru ga sayonara wo uroku wo koto wa. Rồi. Kimi no kuchibiru, à các bạn nhìn hơi mờ đúng không nào? Kimi no kuchibiru ga sayonara to ugoku koto ga. Ừ nhỉ? Sayonara to ugoku koto ga. Rồi. Shita o muite ita. Rồi. Câu này nhá. Kowakute, kowakute shita o muite ita. Rồi các bạn sẽ hát lại từng câu một chỗ này cho mình nhé. Vẫn là mình đi hơi nhanh đúng không nào? Ugoki hajimeta kesha no mado ni kao o tsukete. Kimi wa nani ka hiwoto shite iru. Kimi no kuchibiru ga sayonara to. Kimi no kuchibiru ga sayonara to ugoku koto ga kowakute shita o muite ita. Ok, tiếp theo nhá. Muite ita. Yukeba osanai kimi mo. Ok. Toki ga yukeba osanai kimi mo. Tiếp theo nhá. Fuzake. Rồi. Otona ni naru to kizukanai mama. Ok, đoạn sau thì giống đoạn trước nhá. Nai mama ima haru ga kite kimi wa kirei ni natta kyonen yori zutto kirei ni natta. Rồi, thế là hết lời hát đấy mọi người ạ. Thực ra bài hát này thì mình cũng muốn gửi tặng đến cho em gái của mình nữa mọi người. Bởi vì là em gái của mình thì đợt tới cũng sẽ đi từ Osaka lên Tokyo. Một bài hát chia tay như này. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau hát nha. Kimi ga satta home ni nokori. Các bạn nhớ trường âm đúng không nào? Chúng ta kéo dài một chút đúng không nào? Kimi ga satta home ni nokori. Về cơ bản thì nhạc cũng đều giống nhau đúng không nào? Ochite wa tokeru yuki o mite ita. Ok, đoạn sau cũng giống này. Rồi, mình sẽ dừng ở đây nhé. Tất cả thì lời nó cũng đều lặp đi lặp lại như nhau cả thôi. Và hy vọng rằng sẽ là một bài hát mà các bạn cảm thấy yêu thích. Và nhớ như vừa nãy mình có nói rằng là gì nhỉ? Hãy gì đây? Hãy hỏi thử người Nhật xem họ có biết bài hát này không nhé. Và nhất định là nếu mà học hát được thì hãy chia sẻ, hãy hát cho người ta, tặng người ta một câu. Chắc chắn là chúng ta sẽ
có được thêm nhiều thiện cảm với người Nhật nữa nhé. Và bây giờ cuối clip thì chúng ta sẽ cùng nhau, mình sẽ để màn hình lại để các bạn sẽ cùng nhau hát bài này, cùng nhau ôn lại, đúng nào, ôn lại những gì mà chúng ta vừa trải qua cùng nhau trong giờ học ngày hôm nay nhé. À, trong clip ngày hôm nay chứ, đúng không nào? Ok, và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn nhé, các bạn cùng nghe nhạc nhé. Bye bye. Rồi. À, nếu mọi người thấy hay và thích thì nhớ ấn like cho clip này của mình nhá. Bye bye mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.